chấn động. Đúng từ nay đến 30 Tết âm lịch 2025, bốn con giáp được bề trên chỉ điểm, hợp vía thần tài, trúng số độc đắc, đổi vận bất ngờ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu có sau một đêm. Tài Lộc Trà Vinh xin kính chào toàn thể quý vị anh chị, cô bác đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị cô bác tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, được sinh ra trên thế gian này thì con người chúng ta 100% ai ai cũng mong cầu một cuộc sống thoải mái, no đủ và giàu có. Ai cũng cầu mong gia đình thịnh vượng, tiền bạc dồi dào, cả đời mọi thứ thật thuận lợi. Thế nhưng cuộc sống mà, đâu phải cứ cầu là được, cứ ước là thấy. Có những người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, trên cả vạch đích, ở nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, xe đưa người rước, tiền tỷ cầm tay, cuộc sống thường xuyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thành công, công danh hiển đạt, tình tiền như ý. Ngược lại, cũng có người sinh ra đã mang số kiếp nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, phải chắc chiêu dành dụm từng đồng, từng cắt về nuôi gia đình và trả nợ cuộc sống, lại hay gặp nhiều chuyện không vui, xui xẻo, thất bại, thậm chí nợ nần, túng quẫn trăm bề. Nhân sinh muôn nẻo, khó khăn cũng là điều kiếp người khó tránh. Nhân sinh một kiếp cũng như cây kia một đời, cây chẳng gió cây nào lớn nổi. Người không hoạn nạn người sao nổi lớn khôn, cũng như sau cơn mưa ắt có ánh cầu vồng, sau đêm tối ắt là bình minh rực sáng. Thế nên, vấp ngã không đáng sợ, chỉ sợ rằng ngã rồi không dậy được mà thôi. Đôi khi vấp ngã chính là thảm lót của con đường thành công. Làm người ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, ai thành công mà không đôi lần gục ngã. Trong cuộc sống, nếu như muốn đạt được những thành công, cuộc sống như ý đó, ai cũng phải bằng lòng đánh đổi hoặc trải qua không ít khó khăn, thử thách. Trong mỗi một năm, từng người đều có một giai đoạn may mắn nhất định. Vì vậy chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng thì bạn sẽ có được một cuộc sống viên mãn, tiền bạc đủ đầy, sung sướng an nhàn hưởng phúc đến hết đời. Xem tử vi phương Đông, các thầy tử vi và các chuyên gia chiêm tinh hàng đầu có chỉ rõ, đúng từ nay đến 30 Tết âm lịch sắp tới này sẽ có bốn con giáp được lội ngược dòng số phận của mình. Khi được thần tài ban lộc, song lộc phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng, trúng lớn cực đậm, giàu có ú ụ, tiền bạc kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nợ nần, nghèo khổ cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xịn, an nhàn sung túc khiến người người kính nể. Để biết được đó là những con giáp nào, cụ thể là tuổi nào và làm sao để sống nhận được những may mắn đó, thì ngay sau đây là luận giải chi tiết đến từ Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý vị thân mến, bốn con giáp này lâu nay đã là người khéo léo, giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Không những thế, trong cuộc sống, họ còn là những người thông minh, nhanh nhẹn, có đôi mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này có khả năng thích nghi tốt với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc. Đúng từ nay đến 30 Tết, năm tuổi này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này buôn may bán đắt, nhận nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Chỉ cần tìm hiểu kỹ, nắm bắt thời cơ, bốn con giáp này có thể làm ăn phát tài, thu hái bộn tiền. Trong khi đó, đối với những con giáp làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, sản phẩm được mua, được giá, nhờ công việc hanh thông, thuận lợi, có nhiều bước tiến, bốn con giáp này có thể tậu nhà, tậu xe, mang đến cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn trước. Do đó, đừng bỏ lỡ thời cơ duy nhất còn lại trong năm Giáp Thìn này nhé. Vậy đó là con giáp nào? Tính chủ có thuộc trong số con giáp vận số giàu sang trước 30 Tết này hay không? Sau đây là lá số chi tiết từng con giáp. Đầu tiên, xét lá số tử vi từ nay đến 30 Tết của người tuổi Sửu. Thường tạo ấn tượng về vẻ ngoài lạnh lùng, người tuổi Sửu thường không phải là người nói nhiều và không giỏi thể hiện cảm xúc. Đó có thể là lý do khiến nhiều người hiểu lầm họ thích xa cách mọi người. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu về những người tuổi Sửu, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng trái tim họ thực sự tràn đầy sự ấm áp và quan tâm. Sự im lặng và thờ ơ bề ngoài chỉ là cơ chế bảo vệ cho người tuổi Sửu. Họ thích thể hiện sự quan tâm và yêu thương bằng hành động hơn là lời nói. Trong hầu hết các trường hợp, họ thích im lặng bảo vệ, chăm sóc gia đình, bạn bè hơn là bày tỏ cảm xúc qua lời nói. Đây là lý do tại sao đôi khi lời nói của họ có thể khiến người khác cảm thấy buồn,
vì sự thẳng thắn của họ đôi khi thiếu đi sự ấm áp của sự bao bọc. Nếu bạn sẵn sàng dành thời gian để đối xử chân thành với người tuổi Sửu, bạn sẽ tìm thấy sự ấm áp và nhân hậu trong trái tim họ. Tuy không giỏi ăn nói nhưng họ sẽ quan tâm, chăm sóc những người xung quanh bằng những hành động thiết thực. Họ là kiểu người sẵn sàng cho đi một cách lặng lẽ và không bao giờ đòi hỏi nhận lại bất cứ điều gì. Khi bạn cần sự giúp đỡ, hỗ trợ, người tuổi Sửu sẽ xuất hiện sớm nhất và cố gắng hết sức để giúp bạn giải quyết vấn đề. Những người sinh năm Sửu là những người bạn chung thủy và đáng tin cậy trong gia đình. Họ sẵn sàng chịu trách nhiệm, tuân thủ cam kết và không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Sự ấm áp và quan tâm bên trong của họ là vị tha. Chỉ cần bạn đối xử với họ bằng sự chân thành như nhau, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp bên trong của họ. Chính vì sự tốt bụng và chân thành, thiện lương ấy, người tuổi Sửu luôn được trời xanh che chở. Có thể cuộc đời người tuổi Sửu gặp nhiều gập ghềnh, gian khó, nhưng về hậu vận họ sẽ được an nhàn, hạnh phúc. Trời sinh Sửu là con giáp có gan làm giàu, biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên trong sự nghiệp. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó, Sửu vẫn tự làm đại gia, có của ăn của để khiến nhiều người phải ghen tị. Tử vi từ nay đến 30 Tết cho biết, Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc đông đầy, công danh tiến bước, sự nghiệp của Sửu sẽ có một bước đột phá đáng kinh ngạc, tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà. Hãy tận dụng thật tốt những cơ hội này, từ đó việc mua nhà lầu, sắm xe sang cũng chỉ là chuyện nhỏ với tuổi Sửu. Nói chung, với tuổi Sửu mà nói, đây chính là lúc cuộc sống của họ liên tục có tin vui, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Vào đêm giao thừa năm Ất Tỵ 2025, để tài lộc chạy thẳng vào nhà, tuổi Sửu nên làm hai điều sau. 1. Luôn giữ tiền trong túi mang theo bên mình. Trong đêm giao thừa, bạn nên giữ bên mình một vài tờ tiền. Điều này mang ý nghĩa bạn luôn giữ và duy trì được tài chính trong suốt cả năm. Ngoài ra cần lưu ý, tài khoản trong điện thoại của bạn luôn còn tiền, mặc dù gọi điện cho người thân, bạn bè để chúc Tết nhưng luôn nhớ phải giữ lại tiền trong tài khoản. Điều này tượng trưng cho dòng chảy tiền bạc sẽ đến trong năm mới. 2. Mặc quần áo mới màu đỏ càng tốt. Trong đêm giao thừa, nhất là lúc bắt đầu bước sang thời khắc giao thừa, tốt nhất bạn nên thay bộ đồ mới mang ý nghĩa năm mới cái gì cũng mới. Đặc biệt hơn là mặc quần áo màu đỏ vì màu đỏ mang ý nghĩa may mắn, phát tài. Có quan niệm cho rằng, trong đêm giao thừa người ta sẽ mặc đồ lót màu đỏ nếu mong muốn năm mới có tình yêu, màu xanh lá cây nếu năm mới muốn nhiều tiền, màu vàng biểu trưng cho thịnh vượng. Sau đây là tử vi chi tiết từng con giáp tuổi Sửu và cẩm nang vượng dận từ nay đến 30 Tết. 1. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Người tuổi Tân Sửu đối đãi với bạn bè rất chân thành nên có rất nhiều bạn tốt. Do đó khi gặp khó khăn sẽ luôn có người ra tay giúp đỡ, trợ giúp. Từ nay đến 30 Tết, bạn bè chính là thần tài sẽ mang đến cho con giáp này cơ hội thăng tiến, kiếm tiền đột phá. Chỉ cần biết nắm bắt, tin rằng người tuổi Tân Sửu sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện nay. Người Tân Sửu có vận thế tốt nhất, không chỉ có nhân duyên lý tưởng mà sự nghiệp còn thăng tiến nhanh chóng. Họ có thể mạnh dạn tiến lên để giành lấy thành công rực rỡ, tương lai tươi sáng hơn. Thời gian tới với con giáp tuổi Tân Sửu, tiền bạc không thành vấn đề, mọi việc đều có sự phát triển tốt. Thu nhập của họ tăng lên, doanh thu kinh doanh được cải thiện, lo lắng u ám tan biến, cuộc sống là ánh dương chói lọi. Quý nhân, Hợi, Ý. Tiểu nhân, Mùi, Tuất. Màu sắc may mắn, 8, nâu. Con số may mắn, 63, 48, 59. 2. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Chính ấn xuất hiện, người tuổi Quý Sửu vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm và hết mình với công việc. Vui đón Tết nhưng bạn cũng không quên sắp xếp thời gian hợp lý để quan tâm tới công việc, đảm bảo mọi thứ vẫn đang hoạt động ổn định. Điều này khiến bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của bạn. Với nỗ lực đã bỏ ra, những chú trâu còn có thể yên tâm khi tài chính của mình đang rất vững mạnh. Cả người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có tài lộc dồi dào. Tạm buông nỗi lo tiền bạc, đây là thông tin vô cùng đáng mừng, báo hiệu Tết này bạn không còn gánh nặng tài chính nữa. Ngũ hành mộc sinh quả cũng kéo vận trình tình cảm đi lên nhờ bản mệnh biết dành thời gian cho đối phương, dung dáng cho hạnh phúc bé nhỏ của mình. Không khí Tết lan tràn giúp gắn kết mọi người các thành viên xích lại gần nhau hơn, những khúc mắc trước đó cũng được hóa giải nhanh chóng. Quý nhân, Ý,
tỵ. Tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số may mắn, 27, 15, 75. 3. Người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tử vi từ nay đến 30 Tết của 12 con giáp cho biết, người tuổi Ất Sửu cảm nhận được niềm vui trọn vẹn. Bạn cảm thấy cuộc sống này thật kỳ diệu. Khi mọi thứ diễn ra theo cách mà bạn không ngờ nhất, bạn cũng đừng quên gửi tới người thân những lời chúc Tết ý nghĩa. Ngoài ra, hãy tôn trọng không gian riêng tư để họ có thể tập trung hoàn thành nốt công việc trước khi nghỉ dài ngày nhé. Trong sự nghiệp, bạn sẽ thể hiện quyết đoán và nhiệt huyết. Bạn cởi mở hơn với những ý tưởng và những quan điểm mới mẻ. Tình duyên, bản mệnh luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để cùng thảo luận, đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Sức khỏe, cần chú ý hơn đến sức khỏe. Bạn cũng nhất định phải ăn sáng, nếu không sẽ đau bụng. Tài lộc, nhiều người cảm thấy vui vẻ khi mọi khoản chi phí chuẩn bị đều nằm trong giới hạn mà bạn đã đặt ra. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, dần, thân. Màu sắc may mắn, vàng kim, trắng. Con số may mắn, 64, 83, 29. 2. Xét lá số tử vi từ nay đến 30 Tết của người tuổi Thân. Tuổi Thân là người hướng ngoại, chủ động và thường có thái độ LAC quan với cuộc sống nên con đường tài vận khá tốt. Tuy nhiên, do thường không có thói quen tiết kiệm nên dù có nhiều tiền nhưng họ không biết cách quản lý và sử dụng tài chính của mình một cách hiệu quả, dễ dẫn đến phung phí. Dẫu vậy, tuổi Thân có khả năng đạt được sự giàu có bất ngờ ở tuổi trung niên. Đối với người tuổi Thân, chìa khóa giúp họ đảm bảo tài vận ổn định là tìm ra phương pháp quản lý tài chính phù hợp với mình. Người tuổi Thân là người ổn định, thực tế, không nóng nảy, họ có thái độ nghiêm túc trong tình yêu. Một khi đã cam kết sẽ đối xử hết lòng chân thành với nhau, điều này khiến họ trở thành đối tác đáng tin cậy. Trong công việc, họ luôn giữ thái độ thực tế, có tinh thần trách nhiệm và lập kế hoạch cao. Đồng thời họ cũng giỏi chuẩn bị trước và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Tuổi Thân được đánh giá cao về sự khôn ngoan và khả năng đi sâu vào bản chất của vấn đề. Họ hiếm khi tỏ ra hoảng sợ lúc xử lý công việc và rất giỏi tổ chức, điều phối. Mặc dù bề ngoài họ có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Đối với người tuổi Thân, họ hướng tới xử lý mọi việc một cách công bằng và không thích tham gia vào sự thông đồng hoặc âm mưu. Họ có vẻ kiệm lời nhưng lại có sự hài hước. Họ có thể mang lại tiếng cười mỗi khi xuất hiện, làm cho bầu không khí xung quanh trở nên sôi động. Mặc dù cũng thích đùa, nhưng họ không bao giờ đi quá xa hoặc vi phạm quy tắc đạo đức của mình. Khi ở cùng bạn bè, họ luôn có thể đem ra hàng loạt câu chuyện cười hóm hỉnh để làm sôi động không khí ngay lập tức. Tuổi Thân rất coi trọng tình bạn, bởi vậy họ cũng sẽ hết mình giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn, từ đó nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của bạn bè. Người tuổi Thân thường giỏi lập kế hoạch và ra quyết định cẩn thận, nhưng đôi khi họ quá chú ý đến chi tiết và bỏ lỡ những cơ hội làm giàu quan trọng. Vận may về tài lộc của họ thường tốt, nhưng việc thận trọng và lo lắng quá mức có thể khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền. Vì vậy, người tuổi Thân không nên quá chú trọng vào tiểu tiết mà nên cởi mở và nắm bắt cơ hội. Đồng thời, đừng quên chia sẻ thành công của mình với những người đã ủng hộ, bởi thành công không chỉ dựa vào nỗ lực của cá nhân mà sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè cũng rất quan trọng. Đặc biệt từ nay đến 30 Tết, khi gặp cơ hội làm giàu quý giá, người tuổi Thân nên nắm bắt một cách dứt khoát, dồn hết tâm sức vào các mục tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè khi cần thiết. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể đạt được sự đảm bảo thành công trong tương lai. Tử vi dự báo, mặc dù 2024 là một năm khá vất vả và đầy khó khăn với người tuổi Thân, nhưng vận may của bản mệnh sẽ được cải thiện vào cuối năm. Về mặt sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Thân sẽ thăng hạng đáng kể. Những nỗ lực và sáng tạo trong công việc của bản mệnh sẽ được lãnh đạo và đồng nghiệp ghi nhận. Tình duyên của người tuổi Thân độc thân cũng khởi sắc, khi bản mệnh có thể gặp một nửa phù hợp trong thời gian này. Với người đã có bạn đời thì mối quan hệ sẽ ngày càng ổn định và hạnh phúc hơn. Người tuổi Thân nổi tiếng với sự độc lập và sáng tạo, tài trí vượt trội, bản mệnh không ngừng theo đuổi sự tự do, có nhiều ý tưởng đột phá và dám nghĩ dám làm. Một số cơ hội bất ngờ sẽ đến với người tuổi Thân vào cuối năm. Nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt năng lực của bản thân thì sự nghiệp sẽ có bước nhảy vọt mạnh mẽ trước khi bước sang năm mới 2025.
người tuổi Thân cần lưu ý về cách đối nhân xử thế với các mối quan hệ xung quanh để tránh những rắc rối không đáng có. Vào đêm giao thừa năm Ất Tỵ 2025, để tài lộc chạy thẳng vào nhà, tuổi Thân nên làm 3 điều sau. 1. Mở tất cả các cửa sổ, cửa ra vào. Tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của gia đình nên được rộng mở. Điều này có nghĩa xua đuổi những điều tiêu cực ra khỏi nhà và đón nhận điều may mắn, tốt đẹp. 2. Ăn 12 quả nho vào lúc 0 giờ đêm giao thừa. Đây là phong tục của nước Tây Ban Nha mang ý nghĩa rằng mỗi quả nho tự trưng cho mờ thắng trong năm. Việc ăn 12 quả nho sẽ mang tới nhiều điều may mắn xuyên suốt năm. 3. Lập kế hoạch chi tiết cho năm mới. Y để có một năm mới tốt đẹp như những gì bạn mong muốn, tốt nhất bạn nên lập cho mình một kế hoạch chi tiết về những việc cần làm hay mong muốn thực hiện được trong năm. Tốt nhất là nên viết chúng ra, vì có niềm tin rằng điều ước đó sẽ có sức mạnh thực sự khi được viết ra. Người ta tin rằng 75% những gì mình viết ra sẽ trở thành sự thật. Sau đây là tử vi chi tiết từng con giáp tuổi Thân và cẩm nang dượng dận từ nay đến 30 Tết. 1. Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi từ nay đến 30 Tết của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mậu Thân hãy sải bước thật nhanh và làm tốt công việc của mình để hoàn tất mọi thứ sớm, chuẩn bị tinh thần có một cái Tết an vui nhé. Tuổi Mậu Thân có đủ quyết tâm xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho bản thân và gia đình. Công việc thời gian này, Mậu Thân có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai sẽ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tình duyên, mối quan hệ có thể phát triển nhanh chóng và mang lại hạnh phúc cho cả hai. Sức khỏe, thời tiết này ảnh hưởng rất lớn tới thể trạng của bản thân, nhưng nếu được chăm sóc tốt sẽ phòng tránh được bệnh tật. Tài lộc, sự thông minh và lanh lợi của tuổi Mậu Thân sẽ giúp con giáp này đạt được phúc lợi tài chính. Quý nhân, Thìn, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 84-30-91. 2. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tử vi từ nay đến 30 Tết của 12 con giáp cho thấy người tuổi Canh Thân sẽ đón nhận nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Nhiều người nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh, thoải mái tinh thần vui vẻ để ăn Tết cùng người thân. Công việc, bạn cứ tập trung cho công việc hiện tại thì lương thưởng cuối năm không phụ lòng bạn. Tình duyên, hai người khá đồng lòng trong việc mua sắm quà Tết mừng tuổi cho người thực hành trong gia đình. Sức khỏe, đừng vì thèm mà ăn quá nhiều hoặc mệt mỏi mà ăn quá ít nhé. Tài lộc, đừng quên dành một phần tiền cho tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn. Cuộc sống luôn có những điều khó lường. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số may mắn, 63-77-09. 3. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Tử vi vui từ nay đến 30 Tết của 12 con giáp mang đến người tuổi Nhâm Thân cơ hội thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp. Mở rộng mối quan hệ với người mới sẽ là cách tốt để học hỏi và tránh những sai lầm trước đó. Sử dụng vận khí may mắn để chinh phục những mục tiêu cao quý và học hỏi từ người đi trước. Công việc, bạn đang che giấu những ý tưởng độc đáo của mình vì sợ rằng ai đó có thể đánh cắp hoặc cười nhạo chúng. Tình duyên, mối quan hệ tình cảm của tuổi Nhâm Thân được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và ổn định. Sức khỏe, cách để có được sức khỏe đó là tập luyện và để ý tới việc ăn uống của mình. Tài lộc, vấn đề tiền bạc của bản mệnh, lối sống tiết kiệm cũng giúp ích con giáp này rất nhiều trong thời điểm này. Quý nhân, Tỵ, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số may mắn, 92-10-77. 5. Xét lá số tử vi từ nay đến 30 Tết của người tuổi Mão. Theo quan niệm cổ thì người cầm tinh con mèo có những tính cách đặc trưng sau. Người tuổi Mão tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của người tuổi Mão. Thực ra họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định bất di bất dịch. Người tuổi Mão đã theo đuổi điều gì thì theo đuổi tới cùng. Họ có năng khiếu về khoa học xã hội, chính trị. Phụ nữ tuổi Mão luôn hiền diệu, đảm đang, thông minh. Thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Họ luôn cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Người tuổi Mão rất thích ăn diện. Đặc biệt,
Họ có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Người tuổi Mão nói chung không thích tranh đấu, ưa lối sống bình yên, ít thăng trầm. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với người thân, đôi khi không thích có gia đình, không thích gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Người đàn ông tuổi Mão rất ân cần, lịch sự, lời nói, cử chỉ luôn hòa nhã, khiến mọi người luôn khâm phục sự thông minh, cơ trí và nghe theo lời khuyên bảo của tuổi Mão. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột, nên đôi lúc họ trở thành người nhu nhược, trong cuộc sống không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Nói tóm lại, người tuổi Mão sẽ vượt mọi trở ngại trên đường đi để vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình, nhưng khi cần họ vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Trong cách sống, họ luôn tìm cách né tránh xung đột, mâu thuẫn, nhưng rơi vào trường hợp bất đắc dĩ họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Người tuổi Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng trí tuệ của họ, vì thế họ dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Người tuổi Mão phản ứng nhanh và giỏi nắm bắt cơ hội, trong lúc những người khác còn đang do dự thì họ đã hành động dứt khoát và chiếm thế thượng phong. Mối liên hệ rộng rãi và thông tin đầy đủ của họ cho phép họ luôn khám phá được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Chính vì thế, trước khi năm mới 2025 đến, người tuổi Mão có thể tận dụng các cơ hội để thu hút sự giàu có, tích lũy tài sản. Người tuổi Mão thông minh, khả năng giao tiếp rộng rãi, biết cách đối nhân xử thế, do đó con đường tài lộc thường mở rộng và phát triển, và họ thường không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng cao, thích sở hữu những sản phẩm cao cấp, họ có thể dễ dàng tiêu tiền mà không cần nhắc kỹ. Theo tử vi, đầu năm 2025 tuổi Mão là một trong những con giáp gặp vận lao đao. Nhưng những ngày cuối năm 2024, con giáp này sẽ có nhiều quý nhân xuất hiện, giúp bản mệnh xua tan vận đen của khoảng thời gian trước đó. Vận may của tuổi Mão đến từ các mối quan hệ cá nhân, vì vậy con giáp này có thể tích cực tham gia các bữa tiệc, những buổi hội họp cuối năm để tăng cơ hội mở rộng mối quan hệ chất lượng. Điều này tác động tích cực đến sự nghiệp và vận may tài chính của người tuổi Mão. Từ nay đến ngày 30 Tết, được cục diện tam hợp che chở, người tuổi Mão gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người bằng sự nhiệt tình và thân thiện của mình. Bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì, đặc biệt là hăng hái giúp đỡ người khác để chuẩn bị đón Tết sang. Việc này cũng giúp bạn hình thành những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Chẳng những vậy, tài lộc ở thời điểm này cũng khá dượng, là niềm động viên không nhỏ cho tuổi này sau những nỗ lực bền bỉ trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để người làm ăn kinh doanh mạnh tay tiến hành các kế hoạch đầu tư của mình. Nhờ vậy, tiền thu về đầy tay, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, Tết này tha hồ mà phát tài phát lộc. Tuy nhiên, ngày Mộc Thổ xung khắc nên nhân duyên không quá dượng, chuyện tình cảm của con giáp này không có thay đổi đáng kể. Đặc biệt, người độc thân có lẽ vì quá cố chấp với một hình mẫu nào đó mà chưa tìm được người như ý, bạn cần học cách chấp nhận thực tại nhiều hơn. Vào đêm giao thừa năm Ất Tỵ 2025, để tài lộc chạy thẳng vào nhà, tuổi Mão nên làm 3 điều sau. 1. Dùng bút đỏ viết chữ vào lòng bàn tay. Nhiều người tin rằng vào thời khắc giao thừa nên dùng bút đỏ viết 4 chữ mã đáo thành công vào lòng bàn tay mình rồi nắm chặt lại. Nếu là đàn ông hãy viết vào tay trái 2 chữ mã đáo, tay phải viết chữ thành công, còn nữ giới thì đổi tay ngược lại. 2. Ăn thức ăn màu đỏ, uống nước cam hoặc quýt. Dân gian quan niệm ngày mùng 1 âm lịch nên ăn món ăn có màu đỏ như chè đậu đỏ, xôi gấc, dưa hấu cho nhiều may mắn, tài lộc trong cả năm, bởi vì dân gian cho rằng màu đỏ là màu may mắn, phát tài, nên ăn vào những món MA màu đỏ sẽ dạng sự như ý. Ngoài ra, ăn hoặc uống nước cam, quýt ngay lúc giao thừa cũng giúp tăng thêm may mắn và cát lành, bởi chúng có màu vàng, màu tượng trưng của tiền bạc và quyền lực. Ngoài ra, ăn đậu mắt đen và đậu lăng để mang lại may mắn và thịnh vượng, vì hai loại đậu này trông rất giống đồng xu nếu bạn nấu chúng. 3. Trao nhau những cái ôm. Những cặp đôi đang yêu hoặc vợ chồng trao nhau những cái ôm, nụ hôn vào đêm giao thừa, tượng trưng để mở đầu một năm mới mà cả hai bạn luôn sát cánh bên nhau, mang lại nhiều may mắn trong mối quan hệ. Sau đây là tử vi chi tiết từng con giáp tuổi Mão và cẩm nang dượng vận từ nay đến 30 Tết. 1. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963.
Lục hợp cục mang tới các khí ngập tràn cho người tuổi Quý Mão từ nay đến 30 Tết. Thời gian này dù không phải làm việc, nhưng bản mệnh vẫn có những khoản thu hoạch đáng kể. Có thể là được người khác lì xì sớm hoặc một dự án đầu tư trước đây bất ngờ thành công sớm hơn dự kiến. Đây quả là tin vui trước ngày 30 Tết này. Vận trình tình cảm hài hòa, bản mệnh điềm đạm, biết cách cư xử nên không khí gia đình ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc viên mãn. Cả năm bận rộn, đi nhiều rồi, bạn nên dành thời gian cho gia đình trong ngày cuối năm này. Những buổi tụ tập bạn bè còn rất nhiều thời gian. Với người độc thân, đào hoa thắm sắc đang đứng về phía bạn. Con giáp này nên tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Tết là dịp vui, đừng để những cảm xúc khó nén trong tim dằn vặt khiến bạn ủ rũ cả ngày dài. Quý nhân, Tuất, Dần. Tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, 8. Con số may mắn, 56, 94, 32. 2. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tam hợp cục xuất hiện trong vận trình từ nay đến ngày 30 Tết của người tuổi Ất Mão là điềm báo bản mệnh dễ dàng đón nhận nhiều hỷ sự. Các mối quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp, bản mệnh có thể tranh thủ hôm nay để đi chúc Tết sớm cấp trên, đồng nghiệp, nhất định sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt nhiều người. Tài lộc ở thời điểm này không có gì phải lo lắng khi các khoản thưởng Tết của bạn khá hậu hĩnh. Bên cạnh đó, con giáp cũng khá mát tay trong các nghề tay trái nên liên tục sinh lời, tài vận khấm khá, nhìn chung bạn có thể thoải mái sử dụng tiền theo ý muốn của mình. Trong chuyện tình cảm, con giáp dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn và người ấy sau thời gian khó khăn do không tìm được tiếng nói chung, nay đã biết cách thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, càng khiến không khí vui tươi của ngày Tết thêm ngập tràn. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, vàng, xanh dương. Con số may mắn, 57, 46,03. 3. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Đúng từ nay đến 30 Tết, người tuổi Đinh Mão được lục hợp hỗ trợ, có thể đi tắt đón đầu với những cơ hội phát triển trong ngày hôm nay. Sự chăm chỉ, cần cù đã giúp bản mệnh nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp con giáp này gia tăng khả năng thăng tiến trong tương lai. Các khí trong thời gian này cũng báo hiệu tin vui tài lộc cho con giáp này, nhất là với những ai đang làm nghề tự do. Bản mệnh có thể tham gia một khoản đầu tư triển vọng hoặc đạt được những mối quan hệ hợp tác quý giá. Đây có thể coi là cơ hội vàng để gia tăng thu nhập nhanh chóng. Quý nhân, Mùi, Tuất. Tiểu nhân, Thìn, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, xanh nước biển. Con số may mắn, 23, 15,7. 3. Chúng ta cùng xét lá số tử vi từ nay đến 30 Tết của người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất được biết đến nhiều nhất với tính cách trung thành và tận tụy. Tuy nhiên, ở họ cũng nổi bật với sự hòa đồng và thân thiện. Người tuổi Tuất sẽ thể hiện thái độ khác nhau với những người và sự việc khác nhau tùy theo tình huống. Điều này khiến họ trở thành một con giáp khó nắm bắt nhưng thú vị. Không dễ để hiểu rõ tính cách của người tuổi Tuất. Họ luôn có những bí ẩn khiến người khác không ngừng tò mò khi đối mặt với những người xa lạ. Tuổi Tuất thường tỏ ra thờ ơ, họ dường như đeo một chiếc mặt nạ bí ẩn. Điều này khiến họ bị nhận định rằng tính cách hơi kiêu ngạo và đôi khi còn khó tiếp cận. Thái độ này có thể khiến mọi người hiểu lầm rằng họ quá bảo thủ hoặc thiếu kỹ năng xã hội, nhưng thực chất đó là cơ chế tự bảo vệ của tuổi Tuất. Họ cần thời gian để xây dựng lòng tin và tìm hiểu đối phương, nên sẽ cảnh giác khi lần đầu gặp nhau. Tuy nhiên, một khi đã làm bạn với người tuổi Tuất, bạn sẽ tận mắt cảm nhận được sự chân thành và tốt bụng của họ. Người tuổi Tuất rất tận tâm với bạn bè, sẵn sàng cho đi mọi thứ mà không mong nhận lại bất cứ điều gì. Tình bạn của họ rất sâu sắc và sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian. Khi bạn cần giúp đỡ, họ luôn ở bên bạn và không ngần ngại giúp đỡ bạn. Người tuổi Tuất sẽ dùng những hành động thiết thực của mình để bày tỏ sự quan tâm đến bạn bè và sự cam kết của họ là không thể phá vỡ. Người tuổi Tuất trân trọng tình bạn và luôn thể hiện sự biết ơn đối với người khác. Dù đó là một sự giúp đỡ nhỏ hay một ân huệ to lớn, người tuổi Tuất sẽ để nó sâu trong trí nhớ của mình. Quan trọng hơn, họ sẽ đền đáp tình bạn này bằng những hành động thiết thực. Dù là khi bạn bè cần giúp đỡ hay trong những lúc bình thường, họ sẽ đứng ở tuyến đầu cùng đồng hành và sẻ chia. Với tính cách tốt bụng như vậy,
Người tuổi Tuất được trời xanh che chở, ban cho họ may mắn trong những lúc khó khăn ập đến. Nhờ đó, họ cũng tự bứt phá tìm ra cơ hội để thay đổi tình thế, giúp bản thân không chỉ vượt qua thử thách, bình an, mà còn thu về nhiều thành tích bất ngờ. Tử vi từ nay đến 30 Tết cho thấy, tuổi Tuất là con giáp đón nhiều tin vui về sự nghiệp. Con giáp này sẽ có những bước tiến triển vượt bậc trong sự nghiệp nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của chính mình, có thể vượt qua bao nhiêu thử thách, chông gai để hoàn thành những mục tiêu đã định. Về phương diện tài lộc của tuổi Tuất trong thời gian này cũng vô cùng may mắn, dồi dào, tuổi Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Trong công việc, tuổi Tuất sẽ thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác và đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Nhờ vậy là họ sẽ có sự nghiệp thăng tiến và tài chính dồi dào, ổn định. Sự nghiệp phát triển thuận lợi, kéo theo tiền bạc cũng thi nhau đổ về. Đây là thời điểm quan trọng. Vì vậy, tuổi Tuất cần duy trì ưu điểm và xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân, phát huy hết tài năng sáng tạo của mình và dũng cảm theo đuổi ước mơ. Đêm giao thừa, tuổi Tuất lén bỏ những thứ này vào ví. Cả năm 2025 đếm tiền mỏi tay, vận may, tình duyên đều sở cầu như nguyện. 1. Đậu đỏ. Trong phong thủy, đậu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, vận khí tràn đầy. Vì vậy vào đêm giao thừa, bạn nên bỏ vài hạt đậu đỏ trong túi áo và ví mang theo bên người để thu hút tài lộc và vận may cho năm mới. Nam nên lấy 7 hạt, còn nữ nên lấy 9 hạt. Điều này sẽ giúp sự nghiệp, tình duyên được thuận lợi. 2. Một vài đồng tiền. Vào đêm giao thừa, bạn nên giữ trong túi một vài tờ tiền. Điều này thể hiện bạn luôn có tiền và kiểm soát được tài chính của mình trong suốt cả năm. Bên cạnh đó, tiền trong túi sẽ giúp kích thích dòng chảy tiền bạc thuận lợi trong năm mới. Ngoài ra, bạn có thể đặt một vài tờ tiền hoặc đồng xu ở các góc nhà. Điều này sẽ giúp hối lộ thần tài, kích thích năng lượng tiền tài và hứa hẹn một năm công danh phát đạt cho gia chủ. Sau đây là tử vi chi tiết từng con giáp tuổi Tuất và cẩm nang dượng vận từ nay đến 30 Tết. 1. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Dự báo từ nay đến 30 Tết, tuổi Canh Tuất sẽ nhận được thành công mà bạn xứng đáng đạt được. Bạn không phải là con người màng đến danh lợi, nhưng phần thưởng cho những gì bạn đã cống hiến là điều hoàn toàn hợp lý. Bạn hãy tập trung vào công việc của mình và nuôi dưỡng những mối quan hệ quan trọng. Vận trình tình cảm thời gian này khá ổn định. Khi hai người biết cách dung hòa cá tính của nhau thì mối quan hệ vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Mọi lo lắng về chuyện tiền bạc sẽ chấm dứt vào cuối tháng 12 âm khi có chính tài ghé thăm. Nhờ đó mà bạn thoải mái mua sắm, giải tỏa căng thẳng đã xảy ra trong thời gian qua. Thậm chí, bạn có một phần nhỏ tiền bạc để dành tặng, biếu mọi người trong thời gian Tết âm lịch này. Quý nhân, thân, ngọ. Tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Con số may mắn, 21, 55, 40. 2. Người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Xem tử vi từ nay đến 30 Tết của 12 con giáp, người tuổi Nhâm Tuất gặp tỷ kiên chiếu mệnh, dự báo từ nay đến ngày 30 Tết của bản mệnh diễn ra khá êm đềm. Hầu hết các công việc đều được bản mệnh sắp xếp đâu vào đấy hoặc để dành ra riêng thực hiện nốt. Thời gian này bạn chỉ muốn tập trung vào kế hoạch đón Tết cùng gia đình. Với những người làm ăn kinh doanh thì đây là thời điểm con giáp này có thể phải vội vã hơn, nhưng đổi lại vận tài lộc rất sáng, giúp tinh thần cũng khá tốt, hào hứng và tràn đầy niềm hy vọng. Ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn vẫn thu về lợi nhuận, bạn quả thật đang đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, thời gian này có ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên thận trọng trong lời ăn, tiếng nói, tránh để cho người khác hiểu lầm mà ảnh hưởng tới không khí gia đình. Mối quan hệ của những người độc thân sẽ cần được xem xét thận trọng và đừng quá vội vàng quyết định khi chưa hiểu rõ về một ai đó. Quý nhân, hợi, tỵ. Tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, trắng, 8. Con số may mắn, 52, 18, 90. 3. Người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Trong những ngày có cục diện tam hội che chở, người tuổi Giáp Tuất được dự báo gặp khá nhiều may mắn. Tất cả các hạng mục công việc đều đã được xử lý ổn thỏa xong xuôi từ trước đó. Đây đều là những việc nằm trong kế hoạch từ trước đó nên bạn không gặp bất cứ sự lúng túng nào, thoải mái đón Tết an lành. Các khí lan tràn cũng giúp tuổi Giáp Tuất không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc.
Bạn biết cân đối chi tiêu để vừa thoải mái sắm Tết, lại vừa không rơi vào cảnh tài chính eo hẹp, thu nhập từ công việc chính đủ để bạn tận hưởng trọn vẹn cả cái Tết này. Phương diện tình cảm cũng khá ổn định, con giáp này luôn khéo léo trong việc dung hòa các mối quan hệ nên được lòng mọi người xung quanh, duy trì những kết nối rất hữu ích trong cuộc sống. Thời gian này, các cặp đôi nếu có đang giận dỗi nửa kia thì cũng sẽ nhanh chóng làm hòa, vui đón xuân mới. Quý nhân, Dậu, Mùi. Tiểu nhân, Thìn, Tửu. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số may mắn, 65, 38, 22. 4. Xét lá số tử vi từ nay đến 30 Tết của người tuổi Thìn. Cũng giống như con rồng bí ẩn, con người thật bên trong của tuổi Thìn thường bị ẩn giấu. Họ không dễ dàng thể hiện con người thật của mình với thế giới bên ngoài và thích che giấu suy nghĩ từ sâu thẳm nội tâm. Đặc điểm này khiến những người không biết nhiều về người tuổi Thìn lầm tưởng rằng họ lạnh lùng và khó gần. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Người tuổi Thìn rất nhiệt tình nhưng lại thể hiện theo những cách khác nhau. Nếu bạn muốn tiếp cận và đồng hành cùng người tuổi Thìn sẽ cần nhiều sự hiểu biết và kiên nhẫn hơn. Trong mắt người lạ, những người sinh năm Thìn có thể tỏ ra lạnh lùng và khó gần. Họ dường như mang một bức màn bí ẩn và không dễ dàng thể hiện cảm xúc thật của mình. Điều này khiến mọi người khó thâm nhập vào thế giới nội tâm của họ. Tuy nhiên, vẻ ngoài này ẩn chứa những suy nghĩ sâu sắc và cảm xúc phong phú. Người tuổi Thìn thường dùng vẻ ngoài điềm tĩnh để che đậy cảm xúc bên trong và không dễ bộc lộ niềm đam mê bên trong. Tuy nhiên, khi đối mặt với những điều khiến họ hứng thú, niềm đam mê bên trong của người tuổi Thìn sẽ bộc phát. Họ sẽ cống hiến hết mình cho những lĩnh vực mình quan tâm, thể hiện trạng thái hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Điều này là do họ đầy sự kiên trì và đam mê với những thứ họ yêu thích. Vì vậy, đừng để bề ngoài đánh lừa. Để hiểu được người tuổi Thìn cần có thời gian, nhưng khi đã hiểu sâu về họ, bạn sẽ thấy họ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Những người sinh năm Thìn thường trầm tính và bộc lộ thế giới nội tâm một cách nhẹ nhàng. Điều này khiến họ tỏ ra bình tĩnh và lý trí khi đưa ra quyết định và xử lý vấn đề. Họ có ý chí kiên cường, có thể đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn khác nhau và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Phẩm chất này giúp họ đạt được rất nhiều điều trong cuộc sống. Đối với những người muốn phát triển mối quan hệ thân thiết với tuổi Thìn cần có thời gian để hiểu thế giới nội tâm của họ. Một khi bạn có được lòng tin của họ, bạn sẽ thấy rằng họ là những người bạn đồng hành trung thành và đáng tin cậy. Với tính cách vui vẻ, lạc quan và linh hoạt, tuổi Thìn luôn có cách để biến những khó khăn trong công việc thành chuyện nhỏ. Chính vì vậy mà khi làm việc cùng con giáp này, mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Được thần tài chiếu cố, ban cho trăm điều phước, dạng điều may, bước đường sự nghiệp của tuổi Thìn vốn trông gai. Trong thời gian từ nay đến 30 Tết này sẽ quá bằng phẳng, dễ đi. Dù con giáp may mắn có bị kẻ gian bày mưu hãm hại thì vẫn tai qua nạn khỏi, thẳng tiến về đích. Với vận trình đang nhuận phát, đỏ rực như thế này, thì con giáp nên nắm lấy cơ hội mà tăng mạnh đầu tư để gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Đêm giao thừa, tuổi Thìn nếu lén bỏ những thứ này vào ví cả năm đếm tiền mỏi tay, vận may, tình duyên đều sở cầu như nguyện, đồ theo mệnh, tùy theo mệnh, mà bạn nên bỏ những đồ phù hợp vào ví. Đối với người mệnh kim, hãy mang theo đất. Theo thuyết ngũ hành tương sinh thì thổ sinh kim, người mệnh kim được thổ giữ sẽ phát huy sức mạnh, vận khí lưu thông và thành công trong sự nghiệp sắp tới. Vì thế, những người mệnh kim nên gói một ít đất bỏ vào ví hoặc túi xách trong đêm giao thừa để thúc đẩy nguồn năng lượng tài lộc. Đối với người mệnh mộc, hãy mang theo muối. Người mệnh mộc nên mang một ít muối trong ví để tăng năng lượng của kim. Mộc được kim mà rủa sẽ ngày càng vững mạnh và phát đạt. Bạn có thể cho một ít muối ăn vào túi ni lông, bịt kín miệng rồi cho vào ví để làm thành một chiếc bùa may mắn, giúp thu hút các khí năm mới. Đối với người mệnh thủy, hãy mang theo bạc. Theo thuyết ngũ hành thì kim sinh thủy, những đồ vật tượng trưng cho kim mà gia chủ có thể bỏ trong túi ví là những đồ làm bằng chất liệu bạc như đồng xu, dây chuyền, lắc tay. Những đồ bạc này sẽ giúp người mệnh thủy rước thêm tài lộc vào nhà, xua đi mọi điều xui xẻo, buồn phiền. Đối với người mệnh quả, hãy mang theo gỗ. Người mệnh quả nên đặt một đồ vật có chất liệu gỗ trong ví để tăng năng lượng của mộc. Bởi có mộc thì mới có quả, đồ gỗ sẽ giúp người mệnh quả tăng thêm các khí, công việc năm tới sẽ thuận lợi hơn. Đối với người mệnh thổ, hãy mang theo bao diêm hoặc bật lửa. Quả sinh ra thổ,
mọi vật bị thiêu đốt trở thành tro và làm màu mỡ cho đất. Vì vậy những người mệnh thổ phải mang theo bao diêm hoặc bật lửa trong dí vào đêm giao thừa. Để cầu may mắn và bình an, yếu tố quả mang sắc đỏ cũng sẽ kích thích năng lượng tình duyên cho gia chủ. Sau đây là tử vi chi tiết từng con giáp tuổi Thìn và Cẩm nang dượng dận từ nay đến 30 Tết âm. 1. Người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn sinh ra đã có trí tuệ tuyệt vời và tầm nhìn rất tốt. Họ có thể đạt được sự giàu có lớn không chỉ nhờ năng lực, mà còn nhờ vào sự may mắn trong cuộc sống. Dẫu vậy, người tuổi Giáp Thìn là kiểu người ham học hỏi và ưa khám phá. Cuộc đời họ có nhiều cơ hội gặp gỡ cũng như tiếp xúc với quý nhân nhờ tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Từ nay đến ba Tết, vận may ập đến, thần tài ghé cửa mang đến cho người tuổi Giáp Thìn một số cơ hội về tài lộc. Nói cách khác, các dự án cũng như kế hoạch của người tuổi Giáp Thìn sẽ dễ đạt được thành công, cũng như tài lộc thu về sẽ ổn định hơn bình thường. Thêm vào đó, sự nhanh nhạy của người tuổi Giáp Thìn cũng giúp bản thân mở rộng các cơ hội này, không chỉ kiếm được món lợi trước mắt mà còn đặt nền móng lâu dài. Như vậy, người tuổi Giáp Thìn sẽ nắm chặt cơ hội để kiếm được nhiều tiền nhất có thể, và đương nhiên một cái Tết ấm no cũng đang đợi người tuổi Giáp Thìn sum vầy cùng với tài lộc dồi dào phía trước. Quý nhân: Dần, Mùi. Tiểu nhân: Hợi, Mão. Màu sắc may mắn: tím, đen. Con số may mắn: 10, 86, 77. 2. Người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Bính Thìn tuy bề ngoài có vẻ hiền lành, không thích bon chen, so đo tính toán, nhưng bên trong lại có ý quyết tâm rất cao. Con giáp này luôn âm thầm phấn đấu cố gắng để hoàn thành mọi việc một cách tốt đẹp nhất. Khi tài vận từ bốn phương tám hướng kéo đến, giúp cho vận thế của con giáp này có sự khởi sắc mạnh mẽ, áp lực về tiền bạc và công việc cũng giảm bớt rất nhiều. Từ nay đến 30 Tết, người tuổi Bính Thìn không còn phải đau đầu vì tiền nữa, mà còn có thể tập trung dồn sức cho việc tạo dựng sự nghiệp thành công. Ngoài ra, thời gian này cũng là thời điểm vận đào hoa phát sáng. Đối với những người tuổi Bính Thìn còn độc thân, đây là thời điểm thuận lợi để thoát khỏi số kiếp cô đơn và có thể nhanh chóng tìm cho mình một tình yêu đích thực. Quý nhân: Dậu, Hợi. Tiểu nhân: Tý, Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: 23, 67, 85. 3. Người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Người tuổi Mậu Thìn có mẹ Quan Âm trợ giúp, ông bà độ mạng liên tục, dự đoán từ nay đến 30 Tết do chăm chỉ làm ăn, không ngại gian khó suốt thời gian qua, nên bạn có cơ hội đổi đời, đổi vận. Không chỉ có quý nhân đem lại tiền tài mà còn được cao nhân dẫn dắt cách thức làm ăn, khiến cho công việc ngày một thuận lợi, ngày một thành công. Nhưng người tuổi Mậu Thìn nên nhớ, dù bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian cho gia đình. Con giáp tuổi Mậu Thìn là những người có thể giải quyết các vấn đề khó khăn với cái nhìn độc đáo, sâu sắc. Họ tiến bộ nhanh trong sự nghiệp của mình. Trước đây, người tuổi Mậu Thìn gặp nhiều việc không hoàn hảo, nhưng từ nay đến 30 Tết họ sẽ có một khởi đầu thuận lợi, mở ra những thành công tiếp theo. Quý nhân: Mão, Ngọ. Tiểu nhân: Mùi, Thân. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số may mắn: 34, 65, 79. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.